chào tất cả các anh chị yêu mến Mụ Hôn Cầu Lông. Hôm nay Tuấn Anh cũng giới thiệu cho các bạn một cái dòng vật mới cũng của hãng của bên công ty Tấn Phú Tường phân phối. Thì đây là dòng vật Tenway của bên Nhật. Thì trên tay Tuấn Anh đang là cây Power Test 1000. Cây này thì là cái dòng vật của Tenway, thì thường là những dòng vật rất là bình dân, nó tầm khoảng 1.1 triệu đổ xuống. Thì hôm nay Tuấn Anh cũng biết rằng cái dòng vật của Tenway nó đang rất là cao, thậm chí lên tới 30 LPS, nên hôm nay Tuấn Anh sẽ thử để cùng đan cái vật này nha các bạn. Chúng ta cùng nhìn qua cây vật này nha các bạn. Cây vật này thì có trọng lượng 88 cộng trừ 2 gram. Thì Tuấn Anh cân thì Tuấn Anh thấy nó khoảng chừng 90.5 gram, thì thông số này cũng tương đối chính xác. Vật này nó thuộc dòng là cũng 3 U mà gần như là 2 U rồi các bạn, rất là nặng. Độ cân bằng của vật lên tới 300ml, tức là phải nằm trên đầu của vật, tức là dòng vật này rất là nặng. Độ dẻo của vật này cũng tương đối là hơi cứng nha các bạn, hơi cứng. Và cái độ căng mà ghi trên vật chúng ta thấy là nó khoảng 30 bao. Thì bây giờ Tuấn Anh sẽ dùng lưới Apex Leather 66. Tuấn Anh quýnh cái lưới này khoảng chừng 5 bữa 6 bữa rồi, nhưng mà thấy cũng rất là tốt. Hôm bữa Tuấn Anh đang với 15kg để quýnh cho cây xích lơ rất là ok. Thì hôm nay Tuấn Anh sẽ sử dụng lưới này tiếp để đan cho cái vợt Power Test 1000 này. Chúng ta hãy cùng lên bàn cân để Tuấn Anh sẽ nhờ bạn Hiếu sẽ đan cây vợt này cho các bạn. Bây giờ mình sẽ nhờ bạn Hiếu ở shop VNB số 6 Phạm Ngũ Lão, phường 4 Gò Vấp. Đây là shop VNB 2 các bạn. Sẽ đan cây vợt này với 15kg. Mặc dù là vợt để là 30 bao là mắt của nó, nhưng mà Tuấn Anh sẽ đan lên 33 bao trước cho dây dòng. Rồi bạn Hiếu đang 33 pao, các bạn nhìn ha, đây là 33 pao đó. Chúng ta kéo cho cái vật này. Mình xin nhắc lại với các bạn, thường là những vật Tenway thì đây là dòng vật mắc nhất của Tenway rồi các bạn. Là mắc nhất là từ 1.1 triệu. Bây giờ là cái vật 1.1 triệu đó các bạn. Cái vật này thì bạn Hiếu sẽ đan với 4 mối nha các bạn. Sẽ đan từ dây 8 để lên luôn. Đan 2 mối thôi ha.
Chị ngang bây giờ là 35 bao đó chứ không ạ? Oh.
giờ mình mở khung. Giờ mình sẽ cắt dây dùm. Dạ, cảm ơn bạn Hiếu rất là nhiều. Chúng ta có một cái dòng vợt mới các bạn, Tenway, nhưng mà cũng chịu lực rất là cao nha các bạn, cũng như dòng vợt Apex. Chúng ta cùng xem qua một số cái gen của cái dòng vợt này. Các gen ở trên này nó được thiết kế lõm vô phía trong chút xíu, nên là chúng ta cũng chưa thấy hiện tượng lúng gen cho dòng vợt này. Rồi, cảm ơn các bạn. Đây là dòng vợt PowerTech 1000, đang có thể được 15 kg nha các bạn. Tenway.